Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây dừa nghiêng vô nhà nha các bạn. Cái cây này siêu trái nữa nè các bạn nha. Để mình quay lên cây dừa nha. Chúng mình sẵn công dây để leo lên nè. Cây nó cao út trời xanh ở trên. Rồi chúng mình làm leo lên nè các bạn ơi. Cái cây dừa này chủ nhà nói trồng là cao khoảng 40 năm nha các bạn. Nó cao quá chứ nó lão quá, không ai bẻ trái được hết nên nó nghiêng vô nhà nữa. Sợ mưa bão gió nó bật gốc nên cưa hạ luôn. Leo lên túc trên rất là nhanh lẹ. Ôi. Rồi chú mình leo lên tới trên đó các bạn ạ. Để mình gom gần lên nha. Cây dừa này còn trái nhiều lắm. Về đây an toàn rồi đó bạn. Còn anh này thì cuộc máy cưa cho chú mình kéo lên nha các bạn. Máy cưa đó mình xin nói là máy cưa G370. Máy đó có chỗ kêu bằng máy G các bạn. Còn quê mình kêu bằng máy G xài làm Latin nha. Rồi, máy cưa chú mình kéo lên các bạn. Gió hay dừa lắc. Video của mình có ồ thì các bạn thông cảm nha các bạn. Lúc này quê mình mưa bão nó hơi đen tí gió nhiều. Dừa trái ghê chưa, để mình gùm nhỏ các bạn. Gió nè liệt liệt cây luôn. Rồi chú mình lên đọt luôn.
lên tuốt cái trên luôn các bạn. Để mình gom nhỏ nha. Nên là đỉnh cầu. Rồi, để mình gom lên nha các bạn. Cưa cây dừa này là ở thị trấn Ba Chúc nha các bạn, gần với chợ Ba Chúc luôn. Rồi chúng mình chờ qua bên kia để cuột cái quầy dừa ở bển đó các bạn. Bạn cuột quầy dừa bên đó. Rồi chúng mình ở trên đó cuộc dây xong rồi đó các bạn ạ. Thằng đen luôn. Rồi dối về bên kia cắt một quầy nữa các bạn ơi. Rồi kéo ra luôn.
dừa trái to to không. Giờ chúng mình mở dây đây an toàn leo xích xuống nha. Cây này cao lắm nha các bạn. Anh thấy tôi buộc không? Rồi chúng mình thắt dây đai an toàn đó, cường ngang đó đó các bạn, để mình gùm nhỏ nha. Rồi chúng mình đứng đó nha, chuẩn bị cường khúc dài. Cái khúc già của cái cây dừa này chú nhà xé kèo quá luôn, xé kèo dưới đòn tay á. Rồi chúng mình xuống tới gốc rồi. Rồi giờ mở cái dây đai an toàn ra nha các bạn, xuống tới đất kẹp dây trong kia, mình muốn rút dây ra các bạn. Rồi chúng mình giật máy
cây cúc này. Chú ơi, cắt cái gốc đi. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha các bạn. Nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.